10 phương pháp học tới đâu, giỏi tới đó. Trong xã hội ngày nay, sự học ngày càng được coi trọng. Chúng ta học kiến thức chuyên môn, chúng ta học kỹ năng 4.0, chúng ta còn học để biết mình và để đối nhân xử thế. Có rất nhiều thứ cần để học. Vậy làm sao để học hiệu quả? Không có bất kỳ một cách tiếp cận học tập nào có thể phù hợp hết tất cả mọi người. Mỗi người chúng ta đều có những khả năng khác nhau. Vì vậy, phương pháp học tập nên được thiết kế riêng biệt cho từng cá nhân để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất. Video này sẽ giúp các bạn thiết kế phương pháp học phù hợp cho riêng mình. 1. Tạo niềm tin tích cực cho bản thân. Tạo niềm tin tích cực là bước đầu tiên của 10 phương pháp học tập hiệu quả. Điểm gặp gỡ đầu tiên của những học sinh giỏi là các bạn đó luôn có một niềm tin tích cực. Niềm tin tích cực cho ta một động lực mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu. Hãy liệt kê những điều mà bạn tin mà bạn có thể làm được ra một cuốn sổ tay, một tờ giấy nháp hay bất kỳ vật gì mà bạn có thể viết lên được ngay bây giờ. Giả sử như một số niềm tin tích cực của mình là đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra của các môn toán, lý, hóa, ngoại ngữ. Đạt học sinh giỏi cả học kỳ 1 và học kỳ 2. Đạt học bổng đi du học ở nước ngoài. Trở thành một tỷ phú trong tương lai hay lọt vào top 10 người giàu có nhất thế giới. Nếu như bạn có sơ suất gì mà không đạt được những kết quả mà bạn đã đề ra, đừng bỏ cuộc và hãy học hỏi từ những sai lầm của bạn và làm lại cho tới khi thành công. 2. Đặt mục tiêu phấn đấu cụ thể, rõ ràng. Đây là bước thứ hai và ở bước này sẽ phân biệt được những học sinh giỏi hay những người thành công và những học sinh hay những người còn lại. Những học sinh giỏi luôn đặt ra những mục tiêu cụ thể và rõ ràng. Và trên tất cả là chúng biết mình muốn gì trong cuộc sống. Những mục tiêu là nguồn động lực to lớn thúc đẩy bản thân có tinh thần và thái độ chăm chỉ để làm việc, học tập chăm chỉ trong khi những người khác lại bị phân tâm bởi những việc khác ngoài việc học tập. Hãy cố gắng hết sức thực hiện thành công từng kế hoạch nhỏ trong kế hoạch lớn và coi đó là những nấc thang để đi đến được thành công cuối cùng của bạn. 3. Sử dụng cách học trước để thúc đẩy việc học mới. Một cách tốt nữa để trở thành một người học hiệu quả là sử dụng học tập liên hệ, liên quan đến thông tin mới, liên quan đến những điều mà bạn đã biết. Ví dụ, nếu bạn đang tìm hiểu về Romeo và Juliet, bạn có thể liên kết những gì bạn học về vở kịch với kiến thức trước đây về Shakespeare, giai đoạn lịch sử mà tác giả đã sống và các thông tin liên quan khác. 4. Ghi chú cẩn thận và đầy đủ. Viết ghi chú rõ ràng và đầy đủ trong lớp sẽ giúp bạn xử lý và phân loại thông tin bạn đang học. Những dòng ghi chú này sẽ là tài liệu cho bạn xem lại vài phút trước giờ kiểm tra. Bạn nên nói chuyện với giáo viên hoặc bạn bè nếu bạn đã bỏ lỡ một lớp học hay chưa nghe rõ để đảm bảo ghi chú của bạn được hoàn thiện nhất có thể. Não bộ chỉ có thể vận hành tốt trong 45 phút đầu tiên. Vậy nếu bạn không ghi chép cẩn thận, bạn sẽ không có cơ hội để ôn tập lại lần nữa. Ngoài ra, trong những lớp học online khi mà không ai theo dõi hay kiểm soát được thông tin bạn tiếp nhận, thì bạn phải là người chủ động lưu giữ và kết nối mình với những thông tin thầy cô truyền tải đó. Có vậy, việc học mới hiệu quả được. 5. Quản lý và tận dụng thời gian. Đây là bước quan trọng mà bạn cần phải để ý tới. Thời gian rất quý giá, nó có thể cho bạn mọi thứ hoặc không cho bạn bất cứ thứ gì. Hãy biết quản lý thời gian của bạn một cách thông minh, cân đối thời gian vui chơi, giải trí, học tập, dành cho gia đình, bạn bè. Nếu bạn không biết cách quản lý thời gian thì bạn sẽ rơi vào trạng thái bối rối và bỏ đi những công việc mà bạn muốn thực hiện từ trước và như thế bạn sẽ không đạt được bất kỳ điều gì mà bạn mong muốn trong cuộc sống. Những người như thế thường hay nói những câu như để mai rồi tính hay mình sẽ làm việc đó khi có thời gian. 6. Phương pháp đọc nhanh. Có nhiều bạn đã tốn không ít thời gian để dành cho việc đọc và chắt lọc thông tin từ sách, tài liệu mà vẫn cảm thấy chưa đủ bởi vì họ đọc rất chậm. Vậy bí quyết giúp bạn đọc nhanh là gì? Hãy xem chúng ở dưới đây bạn nhé. Đọc phần tóm tắt trước, đọc câu hỏi trước, đọc với cây bút dẫn đường, đọc cùng lúc 5 đến 7 cụm từ. Với những tuyệt chiêu này sẽ giúp bạn thu thập được vô vàn thông tin giá trị trong một khoảng thời gian ngắn, mà bạn vẫn có thừa thời gian để làm những công việc khác. 7. Dạy những gì bạn đã học cho người khác. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trong những cách tốt nhất để học một cái gì đó là dạy nó cho người khác, bằng cách giảng dạy cho các thành viên còn lại trong lớp. Giáo viên của bạn hy vọng bạn sẽ nhớ được nhiều hơn kiến thức từ bài tập. Bạn có thể áp dụng nguyên tắc tương tự ngay hôm nay bằng cách chia sẻ các kỹ năng và kiến thức mới học được với người khác. Hãy thực hiện bằng cách biến thông tin thành của riêng bạn. Quá trình này một mình giúp củng cố kiến thức mới trong não của bạn. Tiếp đến, tìm một số cách để chia sẻ những gì bạn đã học. 8. Học tập trong thời gian ngắn. Theo phương pháp học Pomodoro, đây là một kỹ thuật quản lý thời gian giúp chúng ta tập trung tối đa và phát triển khả năng sáng tạo. Cứ sau 25 phút học,
hãy nghỉ khoảng 5 phút để nạp lại năng lượng. Các buổi học ngắn sẽ có hiệu quả hơn và giúp bạn tận dụng tối đa thời gian học. Như đã nói ở trên, não bộ chỉ có thể tiếp thu kiến thức hiệu quả trong 45 phút đầu tiên. Vậy nên việc kết hợp hợp lý giữa nghỉ và học sẽ giúp cân bằng hoạt động của não bộ, giúp nó hoạt động tốt hơn. 9. Có được kinh nghiệm thực tế. Với nhiều người, việc học thường bao gồm việc đọc sách giáo khoa, học trên thư viện hay tìm hiểu kiến thức qua mạng Internet. Mặc dù với những cách này, nhìn thấy thông tin và sau đó ghi chép lại là rất quan trọng, nhưng thực sự đưa kiến thức và kỹ năng mới vào thực tế có thể là một trong những cách tốt nhất để cải thiện việc học. Nếu đó là một môn thể thao hoặc kỹ năng thể thao, hãy thực hiện các hoạt động một cách thường xuyên. Nếu bạn đang học một ngôn ngữ mới, hãy thực hành nói chuyện với người khác và bao quanh bản thân bạn với những trải nghiệm ngôn ngữ. Bạn có thể xem phim nước ngoài, có phụ đề tiếng nước ngoài để rèn luyện kỹ năng của mình. 10. Học theo nhiều cách. Học theo nhiều cách là một trong nhiều phương pháp giúp bạn học tốt hơn. Thay vì chỉ nghe một podcast liên quan đến việc học thính giác, hãy tìm cách học lại thông tin cả bằng lời nói và bằng mắt. Điều này có thể liên quan đến việc mô tả những gì bạn đã học cho bạn bè, ghi chú lại hoặc vẽ sơ đồ tư duy. Bằng cách học theo nhiều cách, bạn sẽ củng cố thêm kiến thức trong tâm trí. Theo nhà nghiên cứu Judy Willis, chinh phục càng nhiều vùng não lưu trữ dữ liệu về một chủ đề, càng có nhiều mối liên kết với nhau. Điều này có nghĩa là sinh viên sẽ có nhiều cơ hội hơn để lấy tất cả các dữ liệu liên quan đó từ nhiều vùng lưu trữ của họ để đáp ứng với một gợi ý duy nhất. Việc tham chiếu chéo dữ liệu này có nghĩa là chúng ta đã học, thay vì chỉ ghi nhớ.